Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một điểm hẹn đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Chủ đề của tập podcast tuần này là một cái từ khóa thực sự nói là nó không quá là mới mẻ, không quá là xa lạ. Tuy nhiên là trong một tuần đổi lại đây, nếu như mà theo dõi những cái hoạt động ở trên mạng xã hội X thì chắc chắn là nhiều anh em sẽ thấy phần nào đó choáng ngợp với cái tần suất xuất hiện của cái từ khóa này. Vậy thì từ khóa của tập podcast tuần này là gì? Tuần này chúng ta sẽ dành thời gian để nói về Zero Knowledge cũng như là những cái tiềm năng và những cái rào cản hiện tại khiến cho cái công nghệ này nó vẫn đang đâu đó, nó vẫn chưa thực sự là bùng nổ hết sức tối đa ở thời điểm hiện tại anh em ha. Rồi thì chắc là chúng ta sẽ điểm qua một vài cái lý do, một vài cái điểm nhấn thú vị liên quan đến từ khóa Zero Knowledge trên mạng xã hội X trong tuần vừa rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về một cái drama nhỏ nhỏ giữa hai cái dự án là Polyhedra và ZKSync. Thì đây là hai cái dự án họ đã có những cái tranh luận và tranh chấp với nhau để giành được cái quyền sở hữu một cái mã token, đó là ZK. Thì cái sự việc này đâu đó nó cũng cuốn theo rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, đặc biệt là đối với các cái builder mà họ có tham gia xây dựng sản phẩm ở trong cái mạng liên quan đến Zero Knowledge. Thì phần nào đó cái cuộc tranh luận này nó cũng đâu đó thu hút được rất là nhiều sự chú ý và nó cũng khiến cho cái từ khóa Zero Knowledge phần nào đó được hâm nóng ở trong tuần vừa rồi. Cái điểm nhấn thứ hai mà mình thấy được liên quan đến cái từ khóa Zero Knowledge này đó là một cái dòng tweet của nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin. Thì trong cái dòng tweet của mình, Vitalik đã cho rằng 10 năm tới thì phần lớn các cái roll-up sẽ sử dụng cái cơ chế là ZK và sẽ liên tục gửi các cái bằng chứng xác thực của mình về từng cái slot ở trên Ethereum. Thì cái câu chuyện về single slot finality hay là những cái khái niệm liên quan đến epoch và xác thực ở trên Ethereum thì mình cũng đã có một cái tập podcast để nói về cái cơ chế xác thực này và một cái sự cố rất là hy hữu đã xuất hiện ở trên mạng lưới layer 1 của Ethereum. Thì anh em nào quan tâm đến cái khái niệm cũng như là cái sự cố này thì có thể tìm lại một tập DeFi Discussion trước đây anh em ha. Quay trở lại với cái dòng tweet của Vitalik thì vì cái nhận định của Vitalik thì nó đâu đó cũng khiến cho nhiều người dùng phần nào đó kỳ vọng hơn vào một cái tương lai phía trước dành cho công nghệ Zero Knowledge và đặc biệt là các cái giải pháp ZK Rollup. Ok, một cái điểm nhấn thứ ba mà cá nhân mình cho rằng đây là cái điểm nhấn quan trọng nhất đó là những cái cập nhật về sản phẩm, những cái thông báo về hợp tác của rất là nhiều cái tên đáng chú ý trong thời gian vừa qua. Chúng ta có thể kể đến đó là RiskZero thì họ cũng đã thông báo cung cấp dịch vụ tạo proof cũng như là xác thực proof cho hai cái dự án là Optimism và Base. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái thông báo hợp tác khác đó là giữa Sixin và Polygon. Bên cạnh đó thì hai cái tên sử dụng cái cơ chế restaking của Eigenlayer. Nếu anh em nào cũng theo dõi những câu chuyện liên quan đến Eigenlayer thì cũng đã nghe tới hai cái tên là Align Layer và Lagrange. Thì đây là hai cái dự án mà họ cũng nằm trong cái mạng là hỗ trợ tạo proof và xác thực proof. Align Layer thì họ vừa công bố một cái vòng gọi vốn trong tuần vừa rồi. Lagrange thì họ cũng đã thông báo là có một cái hợp tác với Layer 2 Mantle. Thì Lagrange sẽ hỗ trợ cho cái khâu truy xuất dữ liệu ở trên Mantle thông qua cái cơ chế Zero Knowledge, một cái cơ chế nó sẽ giúp tối ưu cái việc xử lý dữ liệu hơn anh em ha. Thì điểm chung của những cái cập nhật, những cái thông báo hợp tác đó là gì? Thì mình tạm gọi cái nhóm sản phẩm này là ZKVM, bao gồm RiskZero, Sixin, Align hay là Lagrange. Thì để mà nói ZKVM là gì và cái vai trò của sản phẩm này là gì, chắc là chúng ta sẽ dành thời gian để nói sâu hơn về cái khái niệm này trong phần tiếp theo của podcast anh em ha. Ok, vậy nếu như mà công nghệ Zero Knowledge nó tiềm năng như vậy, nó được nhiều KOL đề cập đến như vậy, thì vì sao
cái công nghệ này nó vẫn chưa thực sự là bùng nổ, và đâu là những cái điểm nghẽn của General Knowledge. Cá nhân mình muốn chia sẻ ba cái điểm nghẽn hiện tại mà mình đang thấy ở cái Zero Knowledge này, và đặc biệt một cái ứng dụng có thể thấy rõ nét nhất đó là cái giải pháp ZK Rollup, một cái giải pháp mà rất nhiều anh em tham gia thị trường DeFi đã quá quen thuộc và phần nào đó hình dung được cái cách vận hành của giải pháp này. Thì ok, cái rào cản đầu tiên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái chi phí tạo proof và xác thực proof. Khác với các cái giải pháp Optimistic Rollup, những cái giải pháp sử dụng fraud proof, thì các cái giải pháp ZK Rollup họ sẽ cần phải sử dụng validity proof, và cái chi phí để tạo ra cái proof này cũng như là cái chi phí để xác thực cái proof này thì nó tốn rất là nhiều năng lực tính toán của blockchain, và cái năng lực tính toán này nó sẽ được tính bằng cái đơn vị gas anh em ha. Ok, thì vì cái rào cản này mà phần lớn các cái ZK Rollup hiện tại họ vẫn chưa thể mở rộng cái quy mô xử lý giao dịch của mình cũng như là giảm thiểu cái chi phí cho người dùng một cách tối đa nhất. Ok, vậy thì dừng ở đây một xíu, chúng ta sẽ quay trở lại với cái khái niệm ZKVM mà mình đã đề cập ở trong cái phần trước. Thì ZKVM, hiểu nôm na, đây sẽ là cái giải pháp nó tiếp nhận yêu cầu từ các cái ZK Rollup này, đồng thời nó sẽ tạo những cái map proof và nó sẽ verify các cái map proof này ở không gian off-chain anh em ha, thay vì là xử lý hoàn toàn on-chain như các cái ZK Rollup đang thực hiện hiện tại. Thì khi mà thực hiện on-chain cái thao tác này thì nó sẽ tốn rất là nhiều phí gas và nó sẽ đội cái chi phí vận hành lên một cách không đáng có dành cho các cái giải pháp ZK Rollup. Thì các cái giải pháp ZKVM như mình có đề cập hồi nãy đó là ReZero, Sysin, Align hay là LeftRange, thì đây là những cái tên có thể anh em sẽ cần quan tâm trong thời gian tới. Một cái giải pháp ZKVM nữa cũng mới ra đời thời gian gần đây, cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, đó là Tron. Thì đây là một cái giải pháp được phát triển bởi A16Z, một cái quỹ đầu tư cũng khá là nổi tiếng ở trong thị trường crypto ở thời điểm hiện tại. Thì đó là cái câu chuyện về rào cản tạo proof cũng như là xác thực proof. Và cái rào cản này đâu đó nó đã được xử lý bởi cái cơ chế ZKVM. Tất nhiên việc đưa cái khâu xử lý proof ra một cái không gian off-chain và đưa cho một bên thứ ba thì đâu đó nó sẽ có những cái sự đánh đổi, những cái rủi ro liên quan đến tính phi tập trung hay là những cái rủi ro liên quan đến việc kiểm soát dữ liệu. Thì cái vấn đề này thực sự là với những cái thông tin hiện tại mình thu thập được thì mình cũng chưa thể nào định hình được rõ ràng những cái rủi ro có thể phát sinh. Thì đây sẽ là một cái chi tiết mà chúng ta cần phải theo dõi trong thời gian tới để thực sự hiểu được những cái lợi ích cũng như là những cái đánh đổi mà cái giải pháp này nó có thể mang lại. Riêng về cái mặt là tối ưu cái chi phí tạo proof cho các cái ZK Rollup. Ok, thì chúng ta sang một cái phần thứ hai, một cái rào cản thứ hai của các cái giải pháp ZK Rollup ở thời điểm hiện tại. Đó là cái việc cân bằng giữa chi phí và cái độ an toàn của Layer 2. Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể là cái Stacknet anh em ha, một cái giải pháp ZK Rollup. Thì trong tuần vừa rồi mình có đọc qua được một cái bài blog của phía Stacknet họ chia sẻ. Thì cái chi phí tạo proof và xác thực proof đâu đó nó sẽ chiếm khoảng 80.000 gas anh em ha. Trong khi đó tổng toàn bộ cái chi phí để Layer 2 tương tác với Layer 1 thì đâu đó nó dao động trong khoảng 210.000 gas trên một block. Một block ở đây là một block của Stacknet á. Thì hiểu nôm na, cái chi phí tạo proof, cái rào cản ở phần đầu mình có nói, nó chỉ chiếm 1/3 trên tổng số cái chi phí tương tác giữa L2 và L1. Vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây là cái chi phí tương tác này nó là một cái chi phí cố định tính theo từng block. Có nghĩa là mỗi một cái block ở trên Stacknet nó sẽ tốn khoảng 210.000 gas để thực hiện cái khâu tương tác và đảm bảo xác thực với Layer 1. Có nghĩa là cái block ở trên Layer 2 nó có đầy hay không, nó có thu thập được nhiều dữ liệu hay không, thì cái chi phí vận hành cố định ở phía dưới L1 nó vẫn là 210.000 gas. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả cũng như là cái lợi ích cho người dùng khi mà họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho một cái giao dịch ở trên Layer 2.
nhiều bạn sẽ thắc mắc là ok, bây giờ nếu như cái chi phí nó cố định như vậy thì mình có thể chờ nhiều cái giao dịch một lúc thật nhiều sau đó mình mới dồn vô cái block có được hay không? Thì điều này là không thể, bởi vì trên cái cấu trúc của layer 2 thì đâu đó nó sẽ có một cái khoảng thời gian cố định, có nghĩa là hết 5 hoặc 6 phút gì đó tùy theo cái loại layer 2 họ thiết lập cái mức block time của mình. Thì hết 5 đến 6 phút thì cái block nó sẽ dừng và nó không tiếp nhận thêm giao dịch ở trong cái block đó nữa. Thì đây là một cái cơ chế để nó đảm bảo cái sự ổn định cho layer 2. Thì với những cái quy định như thế này thì đâu đó nó sẽ tạo ra một cái khó khăn cho các cái layer 2, cụ thể là các cái ZK Rollup, đó là họ sẽ cần phải cân bằng giữa cái chi phí tương tác với layer 1 nhưng vẫn phải đảm bảo được cái khả năng xuyên suốt, cái độ an toàn cho cái layer 2 của mình. Vì hiểu nôm na, nếu như cái block time càng dài ra, thay vì là 6 hay là 8 phút mà ví dụ như là 12 phút chẳng hạn, thì nó sẽ tăng cái rủi ro bị tấn công và làm giả dữ liệu và đảo ngược cái dữ liệu của blockchain ở trên layer 2. Cho đó là cái block time này nó sẽ cần phải càng ngắn càng tốt để nó đảm bảo an toàn cho các cái layer 2. Thì như chúng ta cũng đã thấy thì đây là một cái hạn chế nó phát sinh và nó khiến cho các cái giải pháp ZK Rollup vẫn chưa thể thực sự bùng nổ. Rõ ràng cái chi phí trong việc tạo proof là nó có thể giảm được. Tuy nhiên cái chi phí đó nó chỉ chiếm khoảng 1/3 như mình có đề cập hồi nãy. Và các cái ZK Rollup họ sẽ cần phải nghĩ cách để làm sao để giải quyết được cái bài toán này. Thì trong cái bài blog của Stack thì mình cũng có đọc được một cái giải pháp mà họ có đề xuất, đó là họ chuẩn hóa các cái blog ở trên layer 2 của mình thành một cái mô hình cây nhị phân và chỉ gọi là đăng tải cái bản root nhất, tức là cái bản tóm tắt nhất, để làm sao tối ưu được cái chi phí tương tác với layer 1 và phân bổ nó ra đồng đều cho các cái block ở trên layer 2, thay vì là mỗi một cái block nó sẽ có một cái chi phí cố định là 210.000 gas. Thì hiểu nôm na là thay vì phải chi trả là một cái chi phí cố định như vậy thì họ sẽ cố gắng làm sao để phân bổ cái chi phí này đều cho từng cái block và nó sẽ thích nghi được với cái độ biến động về nhu cầu giao dịch ở trên layer 2. Và cái hạn chế cuối cùng của các cái giải pháp ZK đó là cái việc nó không tương thích với hệ thống EVM. Thì đây là một cái hạn chế mà chúng ta đã nói khá là nhiều lần trong cái series podcast DeFi Discussion rồi anh em ha. Phần lớn các cái giải pháp ZK nếu như mà họ muốn hỗ trợ cái ngôn ngữ Solidity, một cái ngôn ngữ phổ biến trên cộng đồng blockchain, vì phần lớn các cái smart contract đều được viết bằng cái ngôn ngữ này, thì nếu như muốn hỗ trợ cái ngôn ngữ này và thu hút được một cái lượng lớn dự án họ dịch chuyển sang mạng lưới của mình, thì các ZK Rollup họ sẽ cần phải có một cái bộ biên dịch, một cái bộ biên dịch riêng, và chuẩn hóa nó theo một cái giải pháp, một cái hướng đi, đó là ZK EVM. Thì DeFi Discussion cũng đã có một cái tập liên quan đến ZK EVM rồi. Anh em nào quan tâm thì có thể tìm lại cái từ khóa này. Hoặc là thậm chí các cái giải pháp khác thì họ cũng đâu đó chấp nhận cái việc là không hỗ trợ ngôn ngữ Solidity. Họ hướng đến những cái ngôn ngữ mà nó phổ biến hơn trong cái cộng đồng lập trình truyền thống, ví dụ như là Cairo hay là Rust. Thì đây cũng là một cái hướng đi khác của các cái ZK Rollup. Thì đó là ba cái hạn chế mà mình thấy ở các giải pháp Zero Knowledge, cụ thể là các cái giải pháp ZK Rollup. Tuy nhiên, có một cái điều mà chúng ta cần phải thừa nhận với nhau, đó là những cái hạn chế này nó có thể được xử lý phần nào đó, nhưng nó là những cái giải pháp cục bộ ở trên layer 2. Và Ethereum sẽ cần phải có những cái lộ trình dài hơi hơn, tập trung vào mở rộng quy mô của cái layer 1 để đảm bảo cái tính toàn vẹn, cái tính an ninh nhiều hơn. Vì dù gì chúng ta cũng biết là các cái layer 2 đâu đó nó sẽ không thể nào đem so sánh về cái độ an toàn và cái độ phi tập trung 100% như là layer 1 của Ethereum được. Do đó là cái việc tập trung vào layer 2, tập trung vào cái rollup là một cái lộ trình hiện tại của Ethereum họ đang hướng đến. Nhưng về dài hạn thì cái hướng đi sẽ cần phải thực sự là giảm tải cho layer 1 và giúp mở rộng thực sự dưới layer 1. Thì đó là một vài cái ghi chú nho nhỏ của mình liên quan đến cái từ khóa Zero Knowledge và những cái lý do vì sao mà chúng ta vẫn chưa thực sự thấy một cái giải pháp Zero Knowledge nó thực sự bùng nổ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, rõ ràng đây là một cái công nghệ mà nó hết sức là hiệu quả, nó có những cái ứng dụng rất là thực tiễn
Và chúng ta có thể kỳ vọng được những cái giải pháp mới, họ có thể gỡ được những cái nút thắt ở thời điểm hiện tại để giúp cho các cái giải pháp ZK nó thực sự mang lại được những cái giá trị nhiều hơn cho cộng đồng DeFi anh em ha. Rồi thì đó là những gì chúng ta có cho DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là nội dung tuần này hữu ích với anh em. Và nếu như thấy những nội dung ở trong tập podcast này mang lại nhiều giá trị thì hy vọng là anh em sẽ để lại một like cũng như là chia sẻ nó đến với những người đang đồng hành với mình trên cái hành trình tìm hiểu về một cái thị trường mới nổi, đó là cái thị trường DeFi này anh em ha. Rồi ok, thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi bye bye anh em.